Cảnh sát biển 8020, Hải đoàn 32 thường xuyên phải thực hiện những hải trình dài ngày trên biển, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ an toàn cho các hoạt động kinh tế biển. Có những chuyến hải trình kéo dài hơn một tháng trên biển, xa đất liền, xa gia đình, điều kiện sinh hoạt thực hiện nhiệm vụ rất khó khăn vất vả. Song với tinh thần trách nhiệm, niềm vinh dự tự hào, cán bộ chiến sĩ trên tàu Cảnh sát biển 8020 trong mọi hoàn cảnh luôn sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, giông gió, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Máy tàu được coi là trái tim, là sự sống của toàn bộ con tàu. Nhưng không gian làm việc của cán bộ nhân viên ngành cơ điện cũng là bộ phận vất vả nhất của tàu. Do đây là nơi chật hẹp, tiếng ồn lớn, nhiệt độ phòng máy thường xuyên trên 35 độ C. Khi tàu chạy, nhiệt độ có thể cao hơn. Tuy khó khăn là vậy, nhưng trong mọi điều kiện hoàn cảnh, cán bộ nhân viên ngành cơ điện luôn duy trì nghiêm túc ca kiếp trực, quan sát theo dõi, nắm chắc thông số kỹ thuật của các loại máy móc do ngành quản lý, đặc biệt là các hệ thống máy tại trung tâm điều khiển, máy chính, máy phụ. Mọi biểu hiện của bất kỳ bộ phận nào của máy móc luôn được phát hiện kịp thời để có biện pháp khắc phục sửa chữa, bảo đảm cho con tàu thực hiện tốt nhiệm vụ dài ngày trên biển. Trong những hải trình dài ngày trên biển, việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội luôn là một trong những nội dung công tác quan trọng được Đảng ủy, chỉ huy hải đoàn và tàu bảo đảm đủ chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội theo quy định. Trên tàu được trang bị đầy đủ hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở như phòng sinh hoạt tập trung, phòng tập gym, các tiêu chuẩn TV, sách báo, tạp chí và các loại băng đĩa, cờ vua, cờ tướng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của thủy thủ trên tàu. Trong những chuyến đi biển dài ngày trên những vùng biển xa, bộ đội vẫn theo dõi thông tin thông qua TV có lắp đặt hệ thống Vinasat. Chính vì vậy, thông tin hàng ngày luôn được cập nhật. Nhờ vậy, đời sống văn hóa trên tàu luôn phong phú đa dạng, giúp cán bộ chiến sĩ có thời gian nghỉ ngơi thư giãn, yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Trên mỗi hải trình, việc bảo đảm bữa ăn cho cán bộ chiến sĩ trên tàu không đơn giản như ở đất liền. Những đầu bếp luôn là những người thầm lặng phục vụ tận tụy, chu đáo bữa ăn cho các thành viên trên tàu. Theo quy định về khẩu phần ăn, các anh nuôi phục vụ 3 bữa một ngày, gồm bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Mỗi bữa ăn đều ấn định giờ giấc cụ thể của quân đội nên không thể chậm trễ. Vì thế các anh nuôi trên tàu tranh thủ làm việc luôn tay, phục vụ hơn 100 suất ăn mỗi ngày. Trong điều kiện sóng gió bất thường, việc bảo quản thực phẩm khi công tác dài ngày sao cho đảm bảo tươi ngon, bổ dưỡng, chất lượng là rất cần thiết. Với tàu Cảnh sát biển 8020, bếp ăn trên tàu được trang bị các thiết bị máy móc tương đối hiện đại, tiện nghi như kho lạnh để bảo quản thực phẩm. Nguồn dự trữ lương thực thực phẩm vì thế cũng phong phú đa dạng hơn. Trong điều kiện thời tiết bình thường, việc nấu ăn trên tàu diễn ra khá thuận lợi, nhưng vào những ngày biển động, tàu lắc lư liên tục, việc nấu ăn gặp rất nhiều khó khăn. Tuy vất vả, nhưng các anh em phục vụ trên tàu đều tận tình, thường xuyên thay đổi thực đơn trong từng bữa ăn hàng ngày. Mỗi thủy thủ luôn được ăn mặc ăn hết tiêu chuẩn của mình, luôn bảo đảm dinh dưỡng sức khỏe. Trải qua gian lao vất vả, sóng gió thử thách, tinh thần đồng đội của cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 8020 luôn được phát huy, cùng nhau rèn luyện cống hiến, nhất là trong các chuyến công tác dài ngày trên biển.